đã có thiệp cưới rồi sao? Đúng vậy. Ngày cưới của chúng tôi chọn cũng sắp tới rồi. Sao cô ấy lại đòi dọn tới ở với con? Dọn tới sao? Đúng vậy. Có ai ở ngoài đó sao? Đợi một chút. Có một chuyện em phải kiểm tra thử. Kiểm tra ư? Này Minh Chê Quân, chỉ một chút thôi mà. Tôi tưởng anh Yun Ho là người tự tin rằng mình có thể khiến cho Sunny hạnh phúc chứ. Nhưng từ chuyện anh đem thiệp mời đám cưới tới, rồi đến cả chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ mình đã sai về anh rồi. Sunny đã tháo nhẫn ra rồi. Sao vậy? Anh dao động à? Đón xem bộ phim Chung Một Mái Nhà phát sóng lúc 11:35 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Một đứa trẻ sơ sinh nên nó cũng giống như con ruột của tôi. Mẹ em đã phải chết đi, mang trong mình uất hận. Rồi cả chuyện đứa con của chúng ta không được chào đời nữa. Mình à? Tướng quân, Lý Đông Quách Sĩ đã dẫn binh đi Ký Châu. Bây giờ Trường An đang chống. Đây là thời cơ tốt nhất. Ngài còn do dự sao? Nghĩa Nhi, hay là nhân đêm nay chúng ta giết hết bọn chúng, cướp hết của cải, rồi cùng trốn vào rừng, tiếp tục qua những ngày tháng tự do của chúng ta. Cả nhà lão thái gia chết hết rồi. Giết, giết. Mùa thu năm tư Sơ Bình, Tào Tháo cử binh chinh Đào Khiêm, công phạt hơn 10 thành. Thứ của ngài là ở đây. Ngài phải moi nó ra, mặc cho hắn tự lui binh, bảo toàn thực lực, năm sau tái chiến. Ngươi muốn một tay che trời, trẫm cứ kiếm cục gạch ngáng chân ngươi. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tào Tháo trên kênh TTV vào lúc 17:30. Đường nối dõi của Khổng Gia chính là bất hiếu. Văn Cử, ông sẽ làm như vậy sao? Cho dù cô là ai đi chăng nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giành bằng cô thôi. Tôi muốn nói cho cô biết sự thật về cái chết của anh Thành. Gần 30 năm qua tôi đã yêu và tôn thờ một người, nhưng người ấy, nhưng người ấy chỉ coi tôi như một người đàn bà qua đường mà thôi. Đưa nó đi. Dạ. Chú ơi, cho tôi 50 triệu. Nếu không chú sẽ giết đứa cháu độc như của ông bà. Này, tôi sẽ cho ông một số tiền lớn, đổi lại ông sẽ ra đi, nhưng gia đình ấy là cho tôi. Tôi phải lùi lại. Không tao bắn bây giờ. Lùi lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ phim Con Gái Ông Trùm phát sóng lúc 20:30 từ thứ 2 đến thứ 4 trong tuần trên kênh TTV. Công an kìa, đại ca. Chạy đi. Một vụ án mạng bí ẩn. Hé lộ đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đây là loại ma túy mới du nhập vào Việt Nam. Bằng mọi giá, chúng ta phải phá bằng được vụ án này. Những tên trùm xã hội đen mưu mô xảo quyệt. Ông chấp nhận thì chơi. Con phải nghĩ cách đưa Flaka vào Việt Nam càng sớm càng tốt. Một mũi tên, ta sẽ bắn hai mục đích. Những cảnh sát đặc vụ mưu trí anh dũng. Kể từ hôm nay, con chính thức được nhận nhiệm vụ vào K-28. Cuộc chiến chống tội phạm sẽ diễn ra cam go và khốc liệt như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Đặc vụ ở Macau phát sóng lúc 20:30 từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 trên kênh TTV. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Là ghi mấy người vì sao một hợp đồng hôn nhân vì chữ hiếu.
Chỉ cần giả làm vợ tôi 2 tiếng thôi. Tôi cho cô biết, những bí mật chắc chắn chôn giấu sẽ không ly hôn được đâu. Tôi cũng cho bà biết, tôi chắc chắn sẽ ly hôn. Bà trả lại cuộc sống cho tôi, trả lại cuộc sống cho mẹ tôi. Đó là do cái số của mẹ cậu. Những mâu thuẫn toan tính. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Cô Vợ Bất Đắc Dĩ, phát sóng lúc 21h40 các ngày trong tuần, từ ngày 23 tháng 7 trên kênh TTV.